chân biến tri minh hạnh tung thiền thể thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vượt ngoài thời gian hiểu năng hơn thượng nhĩ là thân chương nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhân lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điển vô thượng công đời. Ekam samayam bhagava savati yam viharati cetavane anata vedika sarame atako anyarami vatami kananyanati yapi kantavanna kevalaka panche tavanam upase tvayena bhagavate nupasankami tvasankami bhagavantam apivade tvayekamantam Idako sadivata bhagavantam gathaya aicca pasipahudeva manosaicca mangalani acintayunakakamana dasotanam duhimangalamuatamana sevana japalanam bandhitanaicca sevana caujaicca pujaniyanam itang mangalamuatamana Mempatiru badi sabaso jabo peja kata punya kata sama bani tijai tamang Bahusa cainca sirpanca minayu jasusekito sufasita caya wajah etamang dalam buatamang mata biru matanam buatadana sasanggaho anakula cakam mandai etamang dalam buatamang dana inca pamacarya janya takana inca sanggaho anawajari kamani Namotamangarati virati papamaccha panaccha sanyamo apamado jathamme su etang mangalamotamangarabho chakivapato chasanto tijakatainyuta galena dhamma savanang etang mangalamotamangkhandi chaso vachasata samana nainca dasanangalena dhamma Kajai tamang kalamutamang tapo jakram jariyan jariya saja nada sanang di panasai jigriya jari tamang kalamutamang buatas Salukadam nehijetang yasanakam pati asokan virajang kemang etang vui kẻ thân cần vâng trí hiền cúng nhường lòng
lời khéo ưng liền hồng tâm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng sinh thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ đương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc vì không nói lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yêu kỳ sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bích Tha dạ. Đây là chương trình Phật pháp Bích Tha Thâm Má trên Bao Phát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ. Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt, bài 137, Kinh phân biệt sáu xứ. Sala Yatana Vipan Yasutta từ câu 1143 đến 1146. Sẽ được thượng tọa giác đẳng giảng dạy. Ở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ. Hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha giá con kính nhân mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiền thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
sa thú cho thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha. Dạ con kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng, không biết hôm nay quý ngài có đổi với nhau hay không. Đúng lịch trình là ngày hôm nay là ngày tệ siêu thuyết giảng, mà con thấy ở bên nơi là đệ thượng tọa Giác Đẳng. Dạ xin quý ngài cho con biết để con có thể cung thỉnh quý ngài cho hợp thời ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ con cung thỉnh quý ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ con tri ân sư, vậy là chúng con đã lầm. Dạ con xin sám hối. Dạ Nam mô Bụt Tha. Dạ. À, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến dạ con thấy bàn tay của ngài tự siêu nữa. Dạ con kính nhân mít đến quý ngài ạ. Anh Nam mô Bụt Tha. Xin hỏi quý vị, hôm nay có cái sự sắp đặt lại cái chương trình giảng dạy hay không? Ồ, giờ xin cảm ơn thượng tọa. Như vậy xin cung thỉnh chúng tôi Giác Đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay, sau đó chúng tôi sẽ thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha. Kính đại lễ thượng tọa thiện siêu, đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Chứ vì chúng ta thường nghĩ rằng mình nên thường nhìn lại thân tâm của mình nếu chúng ta là một người tu tập, nhưng mà thực tế cho thấy rằng cuộc sống của chúng ta là cái gì vô cùng phức tạp. Nếu chúng ta nhìn vào một cái bộ máy, như bộ máy xe hơi mà nó đang chạy đó, cũng chưa chắc là chúng ta có thể hiểu được từng phần hành, chỉ đừng nói chi đến sự phức tạp vô cùng của năm uẩn hay là tâm của con người. Đức Phật dạy chúng ta có nhiều cách để nhìn lại chính mình. Một ở trong những cách đó, đó là chúng ta nhìn qua sáu giác quan: thị giác, tính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, vân vân. Và ngoài sáu giác quan thì Đức Phật dạy chúng ta cũng nhìn vào các cảm thọ. Chúng ta nhớ ở đây chỉ cảm thọ khác với cảm xúc. Cái vui buồn nó thuộc về phản ứng, là thuộc về hành quân. Và cái cảm thọ thì nó không phải là phản ứng, nó trước đến trước phản ứng. Và hai điều này phải phân biệt. Người ta thường lầm lẫn giữa cái cảm thọ và cảm xúc trong Phật giáo, thần pháp đó. Chứ cái Vedana hay là cảm thọ ở tại đây, nó thuần chỉ là một sự cảm nhận như cái màn hình cảm ứng, và nó không có một cái thái độ đối với sự việc như là hành quân. Và trong bài kinh này đặc biệt Đức Phật đề cập đến có hai thứ cảm thọ: cảm thọ của người có tu tập và cảm thọ của người không tu tập. Mà trong bài kinh này dịch là cảm thọ của người xuất gia và người tại gia. Và ở đây nó đặt lại toàn bộ cái vấn đề: một người có tu tập cảm thọ sẽ khác đi. Và cũng trong bài kinh này thì thưa quý vị, có cái chữ niệm xứ Satipatthana đó, chữ đó phải được dịch lại. Tại vì chữ niệm xứ ở đây chỉ cho cái thái độ của Đức Phật, chỉ cho ba cái hạng chúng sanh, ba cái hội chúng. Mà Đức Phật có ba cái thái độ khác nhau, chứ không phải là cái đối tượng của chánh niệm như là ở trong tứ niệm xứ. Thì với bài kinh này là bài kinh sáu xứ phân biệt.
chúng tôi cũng không có thích dùng những chữ phân biệt lắm. Đúng là sự phân tích về sáu xứ, nó là cho chúng ta có cái nhìn toàn bộ về cuộc sống. Chứ vì bây giờ mời quý Phật tử Quan Hỷ đọc cho phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh từ tổ tự siêu vì giảng sư của chương trình hôm nay để gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi về pháp thoại này. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh. Đàn sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đạt chẩn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng, con xin được đọc phần chánh kinh. Một trăm ba mươi bảy kinh phân biệt sáu xứ. Sa la giáp ta na quy hoàn giáp xuất tác. Cuộc sống của con người là một nguồn máy phức tạp và vô cùng khó hiểu. Khi Đức Phật dạy nên quán chiếu tự thân, Ngài đưa ra nhiều phương cách. Một trong những cách đó là quán sát sáu giác quan. Từ sáu giác quan, hành giả cần có khả năng phân biệt căn, cảnh, thức và cảnh thọ, sanh thời từ những mấu chốt đó. Đức Phật đặc biệt nói đến những cảm thọ của người có tu tập và người không tu tập. Từ điểm này tạo nên ngã rẽ về cuộc sống buông xuôi theo thói quen và cuộc sống với ý chí chuyển hóa. Toàn bài kinh là một cẩm nang về pháp hành nên lời kinh rất cô đọng. 1143. Sự sống theo ý nghĩa cô đọng và toàn diện. Sáu giác quan với những liên hệ trực tiếp và gián tiếp tạo nên một hình ảnh hoạt dụng của toàn bộ sự sống của xung quanh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa-quát-thi, Xá-vệ, Chê-ta-quá-na, Kỳ-đà-lâm, Tinh Xá-âm, An-na-phin-ít-ca, Cấp Cô Độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông phân biệt sáu xứ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Có sáu nội xứ cần phải biết, có sáu ngoại xứ cần phải biết, có sáu thức thân cần phải biết, có sáu xúc thân cần phải biết, có 18 ý hành cần phải biết, có 36 loại hữu tình cần phải biết. Tại đây do y cứ cái này đoạn tận cái kia, có ba niệm xứ và một bậc thánh phải thực hành, và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng. Trong các bậc huấn luyện sư, vị ấy được gọi là bậc vô thượng điều ngự sư. Điều phục các hạng người đáng được điều phục. Đây là tổng thuyết về phân biệt sáu xứ. 1144. Những chi tiết có thể nắm bắt trong cuộc sống rối rắm. Một cách để hiểu rõ những phức cảm là nhìn sự thể với sự phân biệt từng phần một. Khi được nói đến sáu nội xứ cần phải biết, do duyên gì được nói như vậy? Nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đến sáu nội xứ cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi nói đến sáu ngoại xứ cần phải biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến ngoại sáu ngoại xứ cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến sáu thức thân cần phải biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Khi được nói đến sáu thức
thân cần phải biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, sáu xúc thân cần phải biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xứ, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Khi được nói đến, sáu xúc thân cần phải biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, 18 ý hành cần phải biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Sau khi mắt thấy sắc, ý chạy theo sắc trú xứ của hỷ, chạy theo sắc trú xứ của ưu, chạy theo sắc trú xứ của xả. Sau khi tai nghe tiếng, vân vân. Sau khi mũi ngửi hương, vân vân. Sau khi lưỡi nếm vị, vân vân. Sau khi thân cảm xúc, vân vân. Sau khi ý nhận thức pháp, ý chạy theo pháp khởi lên hỷ, chạy theo pháp khởi lên ưu, chạy theo pháp khởi lên xả. Như vậy, có sáu hỷ hành, có sáu hành, có sáu xả hành. Khi được nói đến, 18 ý hành cần phải biết. Chính cho duyên này được nói đến như vậy. Một 1145. Cảm thọ của người tu tập và cảm thọ của người không tu tập cần được phân biệt. Người tu tập không hẳn lúc nào cũng vui, nhưng cũng vui. Khổ của người tu tập cần dẫn đến hướng đi khác. Khi được nói đến, 36 loại hữu tình cần phải biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Sáu hỷ liên hệ tại gia, sáu hỷ liên hệ xuất gia, sáu ưu liên hệ tại gia, sáu ưu liên hệ xuất gia, xuất ly. Sáu xả liên hệ tại gia, sáu xả liên hệ xuất ly. Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ tại gia? Có hỷ khởi lên hoặc do nhận được hai thấy, sự nhận được các sắc do con mắt nhận thức, ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế vật, hoặc do nhớ được những gì đã nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ tại gia. Có hỷ khởi lên hoặc do nhận thức được hai thấy sự nhận được các tiếng do tai nhận thức vân vân, các hương do mũi nhận thức vân vân, các vị do lưỡi nhận thức vân vân, các xúc do thân nhận thức vân vân, các pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế vật, hoặc do nhớ được những gì đã nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến tại gia. Sáu hỷ này liên hệ đến tại gia. Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ đến xuất ly? Sau khi biết các sắc là vô thường, biến hoại, ly tham, biến diệt và nghĩ rằng các sắc pháp xưa kia mà các sắc pháp hiện tại. Dạ, con xin đọc lại câu này. Các sắc pháp xưa kia và các sắc pháp hiện tại, tất cả sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật thấy như vậy, với chánh tri tuệ có hỷ khởi lên, loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến xuất đi. Sau khi biết được các tiếng vân vân, các hương vân vân, các vị vân vân, các xúc vân vân, các pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt và nghĩ rằng các pháp xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật thấy như vậy với chánh trí tuệ có hỷ khởi lên, loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến xuất ly. Sáu hỷ này liên hệ đến xuất ly. Ở đây, thế nào là sáu ưu liên hệ tại gia? Có ưu khởi lên hoặc do không nhận được khai thấy sự, không nhận được các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế vật, hoặc do nhớ được những gì không nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ tại gia. Có ưu khởi lên hoặc do không nhận được hai thấy sự, không nhận được các tiếng do tai nhận thức,
vân vân, các hương do mũi nhận thức, vân vân, các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, các xúc do thân nhận thức, vân vân, các pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý liên hệ đến thế vật, hoặc do nhớ được những gì không nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại ưu như vậy gọi là ưu liên hệ đến tại gia, sáu ưu này liên hệ đến tại gia. Ở đây, thế nào là sáu ưu liên hệ đến xuất đi? Sau khi biết được các sắc pháp là vô thường, biến hoại, đi tham, biến nguyệt, biến diệt và nghĩ rằng các sắc pháp xưa kia và sắc pháp hiện tại, tất cả sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ, vị ấy khởi lên ước muốn đối với vị ấy khởi lên ước muốn đối với vô thượng giải thoát, nghĩ rằng khi nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ Ajatana mà các bậc thánh đang chứng đạt và an trú. Như vậy, do ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, ưu khởi lên do duyên ước muốn. Đại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng vân vân, các hương vân vân, các vị vân vân, các xúc vân vân, các pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt và nghĩ rằng các pháp xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi sự thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ, vị ấy khởi lên ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, nghĩ rằng khi nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ Ajatana mà các bậc thánh đang chứng đạt và an trú. Như vậy, do ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, ưu khởi lên do duyên ước muốn. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ xuất ly. Sáu ưu này liên hệ xuất ly. Ở đây, thế nào là sáu xã hiện tại gia? Khi một người ngu si, ám động, phàm phu, thấy sắc với con mắt, xã khởi lên của một vô văn phàm phu, không chinh phục được phiền não, không chinh phục được quả dị thục, không thấy sự nguy hiểm, loại xã như vậy không vượt khỏi sắc pháp. Do vậy, đây được gọi là xã liên hệ tại gia. Khi một người ngu si, ám động, phàm phu nghe tiếng với tai vân vân, ngửi hương với mùi vân vân, nếm vị với lưỡi vân vân, cảm xúc với thân vân vân, nhận thức pháp với ý, xả khởi lên của một vô văn phàm phu không chinh phục được phiền não, không chinh phục được quả dị thục, không thấy sự nguy hiểm, lời xả như vậy không vượt khỏi các pháp. Do vậy, đây được gọi là xả liên hệ tại gia. Sáu xã này liên hệ tại gia. Ở đây, thế nào là sáu xã liên hệ xuất ly? Sau khi biết sắc pháp là thường, biến hoại, đi tham, biến diệt, nghĩ rằng các sắc pháp xưa kia và sắc pháp hiện tại, tất cả sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ xả khởi lên, loại xả như vậy được gọi là xả liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng vân vân, các hương vân vân, các vị vân vân, các xúc vân vân, các pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt, nghĩ rằng các pháp xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ, xả khởi lên, loại xả như vậy được gọi là xả liên hệ xuất ly. Sáu xả này liên hệ xuất ly. Khi được nói đến 36 loại hữu tình cần phải biết, chính cho duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến ở đây, do ý cứ cái này, đoạn tận cái này, do duyên gì được nói đến như vậy? Tại đây, này các tỳ kheo, do ý
do y cứ, do duyên sáu hỷ liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu hỷ liên hệ tại gia. Như vậy là sự đoạn tận. Như vậy là sự đoạn tận chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các vị kheo, do y cứ, do duyên sáu ưu liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu ưu liên hệ tại gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các tỳ kheo, do ý cứ, do duyên sáu xã liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu xã liên hệ tại gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các tỳ kheo, do ý cứ, do duyên sáu hỷ liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu ưu liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các tỳ kheo, do y cứ, do duyên xã liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu hỷ liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt qua chúng. Này các tỳ kheo, do xã đa diện, y cứ đa diện, có xã nhất diện, y cứ nhất diện. Này các tỳ kheo, thế nào là xã đa diện, y cứ đa diện? Này các tỳ kheo, có xả đối với các sắc pháp, có xả đối với các tiếng, có xả đối với các hương, có xả đối với các vị, có xả đối với các xúc. Như vậy, này các tỳ kheo, là xả đa diện, y cứ đa diện. Và này các tỳ kheo, thế nào là xả nhất diện, y cứ nhất diện? Có xả y cứ hư không vô viên xứ, có xả y cứ thức vô viên xứ, có xả y cứ vô sở hữu xứ, có xả y cứ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, là xả nhất diện, y cứ nhất diện. Ở đây, này các tỳ kheo, do y cứ, do duyên xả nhất diện, xả y cứ nhất diện, đoạn tận vượt, đoạn tận vượt qua xả đa diện, xả y cứ đa diện. Như vậy là sự đoạn tận xả này, như vậy là sự vượt qua xã này. Này các tỳ kheo, do y cứ không tham dục, do duyên không tham dục, đoạn tận, vượt qua xã nhất diện, xã y cứ nhất diện. Ấy, như vậy là sự đoạn tận xã này, như vậy là sự vượt qua xã này khi được nói đến. Tại đây, do y cứ cái này, đoạn tận cái này, chính do duyên này được nói đến như vậy. 1146. Ba cái nhìn và thái độ của Đức Thế Tôn đối với chúng sanh. Chữ Satipatthana ở đây dịch là niệm xứ, không mang ý nghĩa như trong tứ niệm xứ mà cần được hiểu theo ngữ cảnh của chánh kinh. Khi được nói đến có ba niệm xứ và một bậc thánh phải thực hành và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỳ kheo, bậc đạo sư thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng tự mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì thương tưởng họ, nói rằng đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Một số đệ tử của bậc đạo sư ấy không có khéo nghe, không có lắng tai, không có an trú tâm vào chánh trí, là hành động ngược lại lời dạy của bậc đạo sư. Tại đây, này các tỳ kheo, Như Lai không có hoan hỷ, không có cảm giác hoan hỷ, nhưng sống không có dao động, chánh niệm, tỉnh giác. Này các tỳ kheo, đây là niệm xứ thứ nhất. Một bậc thánh phải thực hành và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng. Lại nữa, này các tỳ kheo, bậc đạo sư thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng tự mẫn, vì lo hạnh phúc cho họ, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì thương tưởng họ, nói rằng đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông.
một số đệ tử bậc đạo sư ấy không có khéo nghe, không có lắm tai, không có ăn chú tâm vào chánh trí và hành động ngược lời dạy của bậc đạo sư. Có một số đệ tử khéo nghe, lắm tai, ăn chú tâm vào chánh trí và không hành động ngược lại lời của bậc đạo sư. Tại đây, này các tỳ kheo, Như Lai không có hoan hỷ, không có cảm giác hoan hỷ, không hoan hỷ. Sau khi đoạn bỏ cả hai, hoan hỷ và không hoan hỷ, Như Lai trú xứ chánh niệm tỉnh giác. Này các tỳ kheo, đây là niệm xứ thứ hai. Một bậc thánh phải thực hành và có thực hành niệm xứ ấy. Bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng. Lại nữa, này các tỳ kheo, có bậc đạo sư thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng tư mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì thương tưởng họ, nói rằng đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Đệ tử của bậc đạo sư ấy khéo nghe, nắm tay, an trú, tâm vào chánh trí và không đi ngược lời dạy của bậc đạo sư. Tại đây, này các tỳ kheo, Như Lai hoan hỷ và cảm giác hoan hỷ, sống không dao động, chánh niệm tỉnh giác. Này các tỳ kheo, đây là niệm xứ thứ ba. Một bậc thánh phải thực hành và có thực hành niệm xứ ấy. Bậc thánh mới xứng danh là bậc đạo sư diễn giảng cho đồ chúng. Khi được nói đến, có ba niệm xứ, một bậc thánh phải thực hành và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh mới xứng đáng là bậc đạo sư diễn giảng cho đồ chúng. Chính do duyên này được nói đến như vậy, khi được nói đến trong các vị huấn luyện sư, vị ấy được gọi là vị vô thượng điều ngự sư, điều phục hạng người đáng được điều phục. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, một con voi được điều phục do một vị điều phục tượng sư dắt dẫn chỉ dạy về một phương, phương Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam. Này các tỳ kheo, có một con ngựa được điều phục do một vị điều ngự mã sư dẫn dắt chỉ chạy về một phương Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam. Này các tỳ kheo, một con bò được điều phục do một vị điều ngự sư dắt dẫn chỉ dạy về một phương, phương Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam. Này các tỳ kheo, một người được điều phục do Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác dắt dẫn, được chạy cùng khắp cả tám phương có sắc, thấy các sắc pháp, đó là phương thứ nhất. Không có tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc, đó là phương thứ hai. Đi đến thanh tịnh chú tâm trên ấy, đó là phương thứ ba. Vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, diệt trừ đối ngoại, đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng và nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ, đó là phương thứ tư. Vượt qua một cách hoàn toàn không vô biên xứ, nghĩ rằng là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ, đó là phương thứ năm. Vượt qua một cách hoàn toàn thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có gì cả, chứng đạt an trú vô sở hữu xứ, đó là phương thứ sáu. Vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi tưởng xứ, đó là phương thứ bảy. Vượt qua một cách hoàn toàn phi tưởng, phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, đó là phương thứ tám. Này các tỳ kheo, một người đáng được điều phục do Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác dắt dẫn, được chạy cùng khắp tám phương này. Khi được nói đến trong các vị huấn luyện sư, vị ấy được gọi là vô thượng điều ngự sư, điều phục hạng người đáng điều phục. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Nam Mô Bích Thai, chúng con thành kính đảnh lễ, cung thỉnh Ngài Tỳ Sư Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con thấy Ngài chạy ra chạy vào, Ngài có nghe được âm thanh của con. Con kính nhân Mít Đến Sư ạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Nhìn cái máy thôi. Cái đường nét của chúng tôi nó bị trục trặc. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thánh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta học về bài kinh Xá Lợi Giật Tần Na của Vi Phạm Ghé Sở Ta. Cái chữ Vi Phạm Ghé, cái này nó từ cái động từ Vi Phát Trật Tí, là cái sự phân tích, sự chia sẻ, chứ không phải là cái sự phân biệt.
Do đó cái tựa kinh phân địa sáu xứ, ở đây chúng ta không có, chúng tôi không có muốn xài cái chữ này. Thí dụ như bây giờ nhiều cái iPhone được sản xuất ra chúng ta làm như thế nào để chúng ta phân biệt được cái loại nào là hàng thật chính hãng, cái hàng nào là hàng nhái bắt chước để chúng ta mua. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói nữa không? Chúng tôi cũng không hiểu. Lúc trước là thưa quý vị, mà chúng tôi còn khỏe, để mỗi lần hãy nó có trục trặc hay là chúng tôi đã chúng tôi sẽ để cho mình nhưng mà bắt đầu bước vào năm nay chúng tôi sức khỏe kém mệt mỏi. Nhất chúng tôi liệt quá.
Alo. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị đã nghe lại chúng tôi nói rồi phải không? Dạ. Tốt. Tri làm cho chúng tôi cái nickname mà chúng tôi sử dụng ngừa khi đang bị trục trặc bắt qua chúng tôi xài cái này vi giá. Cho nên giờ nếu mà quý vị nghe được thì chúng tôi sẽ tiếp tục để trình bày. Kính thưa quý vị, thì khi mà chúng ta nói về cái chữ quý phân gá, chúng ta nên xài chúng cái nghĩa phân tích. Ở trong bài kinh này thì Đức Phật Ngài đã phân tích cho chư về sáu nội xứ. Ngoại xứ sáu phần người thành và 16 thực ra đó, cái chữ sát lai cha tanh ná mình chúng ta nói là dịch kia là sáu xứ, nhưng phải hiểu cái này nó có nghĩa là sáu vấn đề. Vì sao vậy? Vì không phải Ngài chỉ có phân tích về nhãn xứ, xứ tỷ xứ, thân xứ, ý xứ, mà cái vấn đề thứ nhất là Ngài phân tích về sáu vấn đề là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, thứ ba là hành, và thứ sáu là 36 loại hữu tình. Còn những cái vấn đề khác được trói đến về sau đó thì có, đó là Đức Phật Ngài nói nhất tạng quanh thân này,
một người tu tập thiền quán cần phải có cái trí tuệ xác định được danh sắc trong 12 xứ 18 giới. Và chính nhờ cái sự xác định danh sắc ở trong 12 xứ 18 giới đó, ở trong ngũ uẩn đó, thì như vậy mới khởi lên cái tuệ minh sát. Và dẫn từ cái tuệ minh sát lúc đầu là phân biệt danh sắc, rồi dần dần cái tuệ minh sát đó mới đưa đến đạo quả. Cho nên trong bài kinh này nó có những vấn đề mà chúng ta căn bản thì chúng ta phải biết là sáu ngoại xứ ở đây tức là căn, sáu ngoại xứ là cảnh, sáu thức căn cảnh thức được gọi là xúc, căn cảnh hợp căn cảnh thức mà hiệp hội lại gọi là xúc. Cho nên chúng ta có sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, tân xúc, ý xúc. Và khi mà căn cảnh thức hiệp lại thành ra xúc đó, thì từ nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ và ý xúc sở sanh thọ. Thọ này mà chúng ta gọi là ý hành, thật ra đó, chúng ta gọi là ý hành đó, cái chữ Mano Pavichara, từ Mano Pavichara thì 18 cái ý hành đó, nó không có giống như là cái chữ Mano Samachara, ý hành ở trong nghiệp, hay là Mano Charita, ý hành. Nó không phải chữ chữ hành ở trong trường hợp này, nó là Pavichara. Chứ không phải là Sankhara. Cũng không phải là Samachara. Samadana. Ở đây khi mà đề cập đến thọ thì ở được gọi là ý
ý hành là bởi vì, tại sao gọi là ý hành? Nó cảm thọ đó nó xoay quanh sáu thọ của sáu giác quan. Nhưng mà thọ ở đây chỉ nói trên tam thọ, ba thọ chứ không phải là ngũ thọ. Vì khi mà mắt thấy cảnh sắc, lẽ ra nhãn thức, nó phát sinh lên nhãn thức. Nhãn thức trong đó nó tương ưng với nhãn xúc, rồi nhãn thọ. Thọ trong trường hợp nếu nói A Tỳ Đàm đó, thì nhãn thọ nó chỉ thuộc về, nó chỉ là thọ xả mà thôi, nhãn thức thọ xả, nhĩ thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, vân vân. Nhưng mà trong trường hợp này đó, vì đối theo cái sự trợ duyên do mắt thấy cảnh sắc, rồi nó phát sanh lên những cái cảm thọ thuộc về hỷ hay ưu hay xả. Vì như vậy do duyên mắt thấy cảnh sắc và sanh ra hỷ ưu xả, do duyên tai nghe tiếng khởi lên hỷ ưu xả, do duyên mũi ngửi mùi sanh ra hỷ ưu xả, do duyên lưỡi nếm vị sanh ra hỷ ưu xả, do duyên thân cảm xúc, xúc cảnh sanh ra hỷ ưu xả, do duyên ý suy nghĩ phát sanh lên hỷ ưu xả. Thì như vậy ba thọ hành đó nhân cho sáu căn hay là sáu nội xứ. Bắt sáu ngoại xứ. Như vậy nó phát sinh lên là 18 chúng ta gọi là 18 ý hành. Nó khác nhau về cái danh từ thôi thưa quý vị. Chứ vì ý nghĩa thì những cái pháp này đối với một người đã từng học Phật pháp, chúng ta nghe chúng ta không có lấy gì làm lạ. Nếu mà quý vị đọc cái bài kinh này đó, mà quý vị nói bài kinh này khó quá quá, như vậy chứng tỏ rằng trước đây tới bây giờ là chúng ta học vi diệu pháp với học trong suốt 136 bài kinh trung bộ với 34 bài kinh trường bộ là chúng ta hoàn toàn chúng ta không nhớ gì hết. Vì rằng nếu mà chúng ta nhớ thì khi mà đối đến sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức,
nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, rồi sáu xúc là chúng ta phải nhớ chứ. Ba thọ chúng ta phải nhớ. Chỉ có cách là Đức Phật là trình bày theo cái phương pháp gọi là phân tích, để cho chúng ta thấy cái sự phức tạp của pháp hữu vi là như vậy. Còn khi mà chúng ta đọc qua đến cái chỗ mà 36 loại hữu tình đó, thì ở đây chúng ta nghe cái danh từ quá mới lạ. Nhưng mà thật ra thì chúng ta đã có học rồi, nhưng mà chúng ta lại quên. Trước hết, khi mà giải thích cái từ gọi là sattapada, chữ sattapada ở đây đó, chúng ta gọi 36 loại hữu tình, thì thật thì không phải là 36 loại chúng sanh đâu. Mà ở trong chú giải giải thích trong trường hợp này đó, được gọi là sattapada, tức là quát tá, vì quát tá nissita năng satta năng vada. Tức là nói đến cái sự những cái cơ bản của chúng sinh, mà nó dựa vào cái sự luân hồi và cái sự xuất ly luân hồi. Cho nên ở đây cũng gọi là Atha Vattapada Nama, Atha Rasa Vattapada Nama. Tức là có 18 cái ý hành nó liên quan đến sự luân hồi, và 18 cái ý hành nó liên quan đến cái sự xuất ly luân hồi. Nói như vậy cho chúng ta hiểu từ đó thôi, chứ còn quý vị nhớ thế này, đã gọi là ý hành trước hết là chúng ta nói ba cảm thọ: hỷ, ưu và xả. Hỷ là cái trạng thái vui đối với cảnh, ưu là trạng thái buồn đối với cảnh, xả là trạng thái lãnh đạm đối với cảnh. Quý vị hiểu trong ba cái thọ đó rồi, thì bây giờ chúng ta mới nói rằng đối với hỷ đối với cảnh thì có hỷ của nhãn xúc, hỷ của nhĩ xúc, hỷ của tỷ xúc, hỷ của thiệt xúc, hỷ của thân xúc, hỷ của ý xúc. Như mà nói hỷ đối với nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng là khi mắt thấy cảnh sắc, nó sanh khởi hỷ, nó có hai loại. Một loại hỷ được gọi là
Grihastha, và ở đây gọi lý tại gia. Thì thật thì ở đây chữ Grihastha đó, chúng ta nói là hỷ thế tục và Nekhamasita, tức là xuất ly. Ưu của vậy, khi mà thấy cảnh và có cái được sự thất vọng, cái cảnh không vừa lòng mình thất vọng, thì như vậy khởi ưu đó, đó được gọi là liên ưu thế tục. Khi một người mà tu tập tuệ quán đó, khi họ nhìn thấy cảnh sắc, cảnh thinh khí bị xúc pháp, thấy nghe ngửi nếm đụng, họ quán về cái sự vô thường, khổ và vô ngã của cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh về cảnh xúc đó, họ khởi lên cái sự ngao ngán. Nhàm chán, sợ hãi cái cảnh vô thường, khổ và vô ngã. Thì như vậy họ khởi lên cái ưu. Nhưng mà cái trạng thái ưu này là ưu xuất ly, ưu này của một người tu tập. Cũng như đối với xã vậy đó. Khi mà có người không tu tập đó, họ nhìn cảnh sắc hoài họ cũng nhàm, nghe hoài cũng nhàm, họ ngửi mùi đó hoài họ cũng nhàm, họ nếm vị hoài họ cũng nhàm, họ xúc chạm hoài họ cũng nhàm, họ suy nghĩ cái đó hoài họ cũng nhàm. Nhàm đó là cái trạng thái thờ ơ, cũng như lịnh cảm, lịnh nhạt đó. Cái trạng thái thì cái xã đó chúng ta gọi là xã thế tục. Cái trạng thái nhàm đó nó làm cho họ thờ ơ. Thì cái thái độ thờ ơ do nhàm cảnh, thì cái này gọi là xã thế tục. Nhưng mà đối với người tu tập đó, thì cũng vậy, khi mà họ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, sau khi họ dùng tuệ quán, họ phân tích, họ suy xét và họ thấy được cảnh sắc sinh khi bị xúc pháp, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Vì thấy được cái bản chất, cái đặc tính của các pháp qua tam tướng đó, cho nên người tu tập họ không có quan hỷ, họ không có quan hỷ đối với cảnh sắc trên khi bị xúc, nhưng mà họ cũng không phải là khó chịu đối với cảnh sắc trên khi bị xúc. Họ biết rõ là cái tính chất đó là như vậy. Cái gì là pháp hữu vi thì nó là như vậy. Cứ hãy để nó tự sanh rồi nó tự diệt đi. Cho nên sau khi cái tâm, cái trí tuệ mà phân tích được như vậy, thì đối với vị hành giả tu tập, họ nhìn cái sự đời, họ thấy tất cả, họ nhìn bằng cái sự bình thản, họ không có vui mà không buồn, không sốc nổi. Ở đây đó, sáu thọ
thuộc về hỷ thế tục, sáu thọ hỷ thế tục, sáu thọ ưu thế tục, sáu thọ sở, thì sanh ra 18. Rồi sáu thọ hỷ xuất ly, sáu thọ ưu xuất ly và sáu thọ xả xuất ly, như vậy cũng là 18. 18 và 18 này cộng lại thì nó thành 36. 36 được gọi là sattat paddha, và trong bản dịch được gọi là 36 loại hữu tình, gọi là 36 loại hữu tình. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái khuynh hướng của chúng sanh, cái khuynh hướng về cảm thọ thế tục và cái khuynh hướng cảm thọ xuất ly, cái khuynh hướng của những người không tu tập và của những người có tu tập, khi mà họ nhìn thấy cảnh họ sẽ có cái chỗ đó. Cho nên ở đây thưa quý vị, ở trong cái bài kinh này chúng ta cần phải chú ý cái điểm quan trọng là chúng ta nói đến mười tám cái ý hành và 36 cái khuynh hướng cảm thọ. Chúng ta tu tập ở chỗ đó để chúng ta có thể chọn lựa được. Nhưng mà 18 cái ý hành đó tức là ba thọ dựa trên sáu ngoại cảnh: sắc, thân, khí, vị, xúc. Dựa trên sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ và phát sanh, thì 18 ý hành này nó phát xuất từ ở chỗ do sáu nội xứ đối chiếu với sáu ngoại xứ, tức là sáu căn đối chiếu với sáu cảnh. Sáu căn đối chiếu với sáu cảnh cũng chưa có là vấn đề gì phức tạp, nhưng mà khi căn đối chiếu với cảnh thì nó sanh ra thức, cũng giống như là hai cái dụng cụ mà cọ sát vào nhau thì nó nảy sanh lửa vậy đó. Nó sanh ra gọi là thức. Và khi căn cảnh và thức hội tụ lại thì gọi là xúc. Thì ngay cả bậc thánh như là Đức Phật và chư vị A-la-hán, căn đối chiếu với cảnh sanh ra xúc, sanh ra thức, và được gọi là xúc, lục xúc. Nó cũng như vậy thôi, phàm phu của chúng ta cũng như vậy,
cái chỗ này giữa phàm và thánh thì chưa có vấn đề. Nhưng mà bắt đầu từ chỗ mắt thấy cảnh sắc, khởi lên ba loại hành, thọ hành là hỷ, ưu và xả đó, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi vân vân, thì bắt đầu sanh ra 18 cái ý hành đó, hơi có vấn đề rồi. Và từ 18 cái ý hành này nảy sinh ra, tính ra tới 36 loại hữu tình đó, thì có vấn đề nữa. Tức là trong đó phân tích là 18 cái ý hành thuộc về thế tục và 18 cái ý hành thuộc về xuất ly. Bắt đầu cái chỗ này là mới là cái chỗ quan trọng á, thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta tu tập đó, là 18 cái ý hành mà thuộc về xuất ly á, thì chúng ta nên có. Còn 18 cái ý hành mà thuộc về thế tục vihasita thì chúng ta nên đoạn trừ, nên loại trừ nó đi. Cho thấy sáu hỷ liên hệ xuất ly mà đoạn tận sáu hỷ thế tục. Chúng tôi xài chữ thế tục thế cho chữ tại gia. Tại gia Phật tử chúng ta sẽ hiểu lầm gia là chỉ cho người cư sĩ. Không phải. Ngay cả một vị tỳ kheo khi mà nhìn thấy cảnh sắc và khởi lên cái tâm ưa thích cảnh sắc đó bằng cái tâm tham, thì như vậy cái hỷ của vị tỳ kheo, thọ hỷ của vị tỳ kheo thấy cảnh sắc cũng gọi là vihasita, là hỷ thế tục, chứ không phải là nói bậc xuất gia rồi cái hãy khi mà khởi lên cái vui sáu cảnh hay buồn sáu cảnh, xả sáu cảnh thì cũng gọi là xuất đi hết, xuất gia hết. Không phải. Cái gì mà nó thuộc về bất thiện, tham sân si, thì cái đó nó thuộc về thế tục. Và khi mà chúng ta nhận biết được điều đó, thì ở đây chúng ta nói qua một cái đoạn khác nữa. Tức là giải quyết xong cái vấn đề này rồi, thì đặc biệt là Đức Phật Ngài sau khi nói đến cái chuyện mà tu tập về sáu hỷ liên hệ xuất ly, sáu ưu liên hệ xuất ly, sáu xả liên hệ xuất ly đó, để mà đoạn tận hỷ liên hệ thế tục, ưu liên hệ thế tục, xả liên hệ thế tục,
Sau khi đoạn tận rồi thì ở đây Đức Phật phân tích thêm. Có nhiều loại xả nên vượt qua để đạt đến cái xã khác thù thắng hơn. Tức là có xã nhất diện và có xã đa diện. Xã đa diện là đối với xã, là xã đối với các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp. Đối với xã, xã đa diện nó nhiều mặt, nó phức tạp. Còn xã nhất diện tức là xã bất động, bất động hành, là xã y cứ, xã của tâm thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Và như vậy, ở đây chúng ta phải nhớ như thế này: hễ khi mà muốn đoạn trừ ý hành thế tục thì mình phải tu tập về ý hành xuất ly. Cũng như y cứ vào xã nhất diện thì sẽ đoạn tận được xã đa diện. Bởi vì cái nào nó cũng có cái thay thế. Chúng ta nhớ, khi mà còn vận hành cái pháp vi chưa phải niết bàn thì luôn luôn đời sống này là những cái chủ dài cảm thọ. Mà khi một người tu tập mà biết là không thể nào trốn chạy khỏi cảm thọ hỷ ưu xả, khi thấy nghe người nếm đụng suy nghĩ, nhưng mà bây giờ mình không có trốn chạy cái cảm thọ đó được, bởi vì hãy mắt thấy cảnh sắc thì bao giờ cũng cảm thọ hỷ ưu xả nó sinh khởi, thì thôi bây giờ mình phải chọn một cái, chọn một phía để mà chúng ta đánh bật cái phía kia ra. Tức là chúng ta chọn hỷ ưu xả xuất ly, để bỏ được cái hỷ ưu xả thế tục. Và khi mà chúng ta phải chọn tiếp thì những cái gì mà nó phức tạp thì chúng ta phải chọn cái gì mà nó đơn giản, gọi là nhất diện. Chúng ta chọn cái đơn giản, cũng giống như là bây giờ chúng tôi thí dụ người cư sĩ ở bên ngoài, họ cũng ăn Phật thực, họ cũng ở cái trú xứ, họ cũng mặc y phục, thì nhu cầu của bậc xuất gia cũng là ăn mặc ở. Nhưng mà vật dụng nhu cầu của bậc xuất gia thọ dùng là thọ dùng khác hơn của người cư sĩ. Là thọ dùng bằng cách nào mà không có cái lỗi lầm, không có cái khuyết điểm. Cũng vậy, ở trong cái cuộc sống này, khi còn cái thân ngũ quẩn này,
hữu dư y niết bàn đó. Cũng vậy, các bậc thánh hữu dư y niết bàn hay là phạm phu chúng ta sống trong cuộc sống này thì đương nhiên hễ còn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cảnh sắc kinh khí vị xúc pháp thì phát sinh lên sáu thức sáu xúc, và nó phát sinh lên 18 cái ý hành, tức là sáu thọ hỷ, sáu thọ xả, sáu thọ ưu, sáu thọ xả. Thì mặc dù vậy nhưng mà chúng ta biết cách chúng ta lựa chọn sẽ tốt đẹp chứ chứ gì. Và ở đây Đức Phật Ngài có nói thêm một cái phần sau đó, cái phần sau bài kinh là Ngài đề cập đến có ba cái Satipatthana. Mặc dù Satipatthana là niệm xứ, nhưng mà chúng ta phải hiểu ở đây tức là chữ Satipatthana trong trường hợp này không phải đồng nghĩa với chữ niệm xứ ở trong tứ niệm xứ là đề mục thiền quán. Mà niệm xứ ở đây đó, chữ Satipatthana ở đây là thái độ ứng xử của một bậc thánh. Mà bậc ở đây là bậc đạo sư, là chỉ cho Đức Phật. Đức Phật Ngài có điểm đặc biệt là Ngài thuyết pháp vì lòng thương tưởng từ mẫn đối với chúng sanh. Thì trong cái nhóm thứ nhất đó, có một số đệ tử không có nghe lời dạy, hành động ngược lại. Khi ấy Như Lai không có hoan hỷ, nhưng mà Ngài sống không có dao động, Ngài cứ chánh niệm tỉnh giác. Cái niệm xứ thứ nhất của Đức Phật là như vậy. Thứ hai là khi có một số đệ tử nghe theo và một số không nghe, thì lúc bây giờ Như Lai xả bỏ hai cái cảm thọ hoan hỷ và không hoan hỷ, chánh niệm tỉnh giác. Thứ ba là khi tất cả đệ tử đều nghe theo lời dạy, sống thuận theo lời dạy của Ngài, thì Như Lai có cảm giác hoan hỷ nhưng mà không có dao động, Ngài cũng vẫn là chánh niệm tỉnh giác. Thì như vậy trong ba trường hợp lúc nào Ngài cũng chánh niệm tỉnh giác được hết, thì cho nên gọi đó là ba niệm xứ của bậc đạo sư. Và cuối cùng thì Đức Phật Ngài nói rằng Ngài là bậc vô thượng điều ngự đạo sư. Ngài điều phục những ai đáng được điều phục. Ngài điều phục người đó đạt đến bát giải thoát, đến tám cái sự giải thoát. Thì pháp số mà thuộc về bát giải thoát gọi là quy mốt khác. Chúng ta có học ở trong bài kinh Phúng Tụng rồi, có sắc, thấy sắc,
không tử nội sắc, thế ngoại sắc, vân vân. Cái này thì nó hơi rắc rối, thưa quý vị. Chúng ta về chúng ta xem lại ở trong các cái bài kinh Trường Bộ, một bài kinh Sanghiti Sutta, kinh Phúng Tụng đó, hay là ở trong cái bài kinh Thập Thượng chúng ta cũng có tám pháp cần sinh khởi. Thì trong cái bài kinh hôm nay chúng tôi muốn trình bày cho quý vị hiểu được như vậy nào. Đơn giản, không có khó gì, chỉ có cái quan trọng là chúng ta đừng bị ức chế tâm lý cho rằng những từ ngữ khó hiểu quá. Thường thường Phật tử chúng ta nghe pháp, chúng ta hay bị cái chứng duyên chỗ đó. Chúng ta cứ nắm bắt cái chi pháp ở trong chúng ta hiểu được thì chúng ta cứ theo đó, còn chúng ta lần theo, chúng ta cứ lần theo chi pháp đó. Mà những gì nghe cần phải biết thì chúng ta biết, cái gì nghe cần phải lấy đó để mà tu tập thì chúng ta tu tập. Thí dụ như ở trong bài kinh này mà nói về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức, sáu xúc, để đó chúng ta chỉ cần biết thôi chứ chúng ta không có tu tập. Nhưng mà qua đến 18 cái ý hành và 36 cái khuynh hướng của chúng sinh đó, cái đó chúng ta cần phải biết lựa chọn để mà tu tập. Bởi vì nó có những cái loại ý hành, tức là thọ hành đó, hỷ ưu xả, mà nên đoạn trừ và nên tu tập. Cái nào thuộc xuất ly thì nên tu tập, mà thuộc thế tục thì chúng ta nên đoạn trừ. Còn riêng về ba cái niệm xứ của bậc đạo sư đó, hay là cái tám cái phương pháp, tám cái phương giác ngộ, phương giải thoát, phương giải thoát mà bậc đạo sư huấn luyện cho các đệ tử, thì cái đó là cần phải tu chứng. Chừng nào chúng ta chứng đạt được thì chúng ta mới rõ thông cái đó. Chứ còn bây giờ dù chúng ta hiểu được, chúng ta cũng không có đạt được cái lợi ích gì. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài học ngày hôm nay. Chúng tôi cũng hết sức, hôm nay chúng tôi rất là mệt mỏi. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại điều học bài học này với chư tăng. Chúng tôi xin phép nghỉ. Nam mô Bổn Thầy. Sát thủ kinh doanh cho tôi xin để thấy được tình hình gì. Khi đã học đăng thì họ có một cái chút máy và có nghe được không? Nếu thì họ đăng mà cầm biết được tiến trình thì họ không thể trả lời cho cô thưa lượng số một. Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, mặc dù hầu hết chúng ta đều có sáu giác quan như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, v.v. Nhưng mà thượng tọa có nghĩ rằng một số chúng ta nghi nặng về thị giác, một số chúng ta nghi nặng về vị giác, về khứu giác, về thính giác, chứ không phải là sự đam mê đối với các giác quan giống nhau. Thượng tọa có nghĩ như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Alo. Alo.
con ấp đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo, rồi còn kính hành lễ Như Tăng, kính chào quý tu nữ, kính chào Phật tử. Nếu mình nói về các cái giác quan đó thì có thiên nặng về các cái giác quan nào nó có thể trội hơn? Thì thật sự đó thì mình nói nó cũng có thể có vài cái câu nói người ta nói mình cũng có thể suy nghĩ. Ví dụ người ta nói rằng những cái câu mà nhân gian thì thường hay nói rằng đói cơm lặt mắm thèm thêm, no cơm mặn mắm này thèm nọ kia. Thì thật sự ra nó cũng có một cái vài phần ý nghĩa mà nó do cái khuynh hướng. Bởi thường thường quý vị thấy cái khuynh hướng của con người chúng ta đó. Có một lúc, một thời nào đó, ví dụ chúng ta thấy một cái thời kỳ nào đói khát á, một người có cái thân tròn trịa, có cái bụng đó, thì người ta coi là người đó là người giàu sang hay quý phái. Tại cái thời kỳ đói khát thì đa số người ta đói khát, người ta ốm o gầy mòn. Nhưng mà những người nào mà họ đầy đủ cơ thể, họ có cái bụng hơi chút xíu thì họ cho là người này là có phúc, có nghĩa là có sự ăn uống đầy đủ. Nói như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng một cái thời nào đó con người ta đó bị đói khát nhiều quá đó thì họ lo cái sự ăn. Nhưng mà lúc nào đó mà họ dư dả đó thì họ có cái sự liên hệ đến cái sự hưởng thụ. Ví dụ như họ nghe nhạc, họ coi phim, họ tìm những cái thú vui ở trên các cái giác quan khác ngoài cái việc miệng ăn vật thực. Bởi bình thường chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh đó thì nói chung vô đó thì những cái giác quan đó mình gọi là nó bị nó do cái một cái áp lực nào đó hoặc là do một cái xu hướng nào đó thì con người nó có thể nó mạnh về cái vấn đề đó. Ví dụ thường thường thì chúng ta thấy một lúc nào đó người ta đua đòi với nhau xây, người này xây nhà thì cũng xây nhà, họ có cái nhà khang trang, mình gọi là có cái cơ sở. Nhưng mà rồi cũng có một lúc nào đó con người bị đói khát thì họ chỉ lo cái sự ăn uống, họ sợ cái sự đói khát nên họ lo tích trữ. Thì nó cũng như vậy quý vị, mỗi giác quan đó, cái khuynh hướng mà mình có mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm. Nhưng mà rồi có nhiều người thì họ nặng về cái trang sức, cái trang sức trên thân họ, chăm sóc trên thân họ nhiều. Mình thấy đó cũng là theo cái hoàn cảnh, theo theo một cái lúc, một thời nào đó. Khi mà họ vượt qua được đói khát, có đầy đủ thì họ suy nghĩ những cái mà để nhìn ngắm, để nghe, để thụ hưởng những cái xúc giác, những cái xúc lạc. Thì lúc bây giờ nó sẽ có cái khuynh hướng nghiêng về cái phía bên bên đó. Chứ thật sự ra thì mình nói đến những cái giác quan mà được Đức Phật này, ví dụ giống như là con mắt thì giống con rắn. Rắn thì nó hay tìm cái rừng nó chung vào, nó tìm cái hang nó chung vào. Thì thường thường cái khuynh hướng đó được Đức Phật để ví dụ giống như lúc nào đó mình có con mắt mà có khuynh hướng nặng về con mắt, cái lòng tham về con mắt cũng nhiều, rồi lỗ tai cũng vậy, lỗ mũi, miệng, thân, tâm chúng ta. Nhưng mà thật sự ra thì cái đó, nói như vậy đó thì do cái lộ nhãn thức nối liền với lộ ý thức. Mình nói rằng do cái mình có khuynh hướng nặng về lòng tham đó, hoặc là tai nặng về cảnh thinh. Có nhiều người họ thích hưởng thụ những cái ca kịch hay là những cái hát, họ đam mê trong đó nhiều. Họ đam mê trong đó nhiều, có khuynh hướng của họ đó, họ đam mê thích thú trong đó.
Nên nhiều khi mình cũng nghe nói rằng những cái truyền thống của những kịch sư nói rằng mình làm cho người ta cười, mình hát, mình làm cho người ta vui, đó là sanh cõi trời hy tiếu. Thì họ cũng có cái khuynh hướng nói như vậy. Nhưng mà thật sự khi chúng ta hiểu đó, Đức Phật Ngài biết rằng cái đó làm cho mình nặng lòng tham. Thì cái khuynh hướng lòng tham nó cũng mất. Hay là cái khuynh hướng mà mình nghĩ những cái cảnh giới tương lai nó có những cái niềm vui như vậy. Nó có những cái giống như mình làm những cái niềm vui cho người ta, mình sanh lên cõi vui đó. Thì họ có khuynh hướng như vậy. Nhưng mà thật sự đó, thì chúng ta biết rằng cái thọ, cái nhãn thọ duyên cho sắc ái. Nhưng mà rồi có những cái nhãn thọ nó không duyên cho sắc ái. Có thể là nhiều khi mình thấy rồi mình suy nghĩ đến một cái thời nào đói khát, đông người đói khát nên mình không có thích thú về những vấn đề về chân diện bên ngoài, mà mình muốn cho có được ăn no. Thành ra mình có khuynh hướng nhìn thấy cảnh đói khát thì mình lại thấy sợ đói khát. Thậm chí bây giờ chúng ta cũng thấy, ví dụ mình nghe nói bây giờ hạn hán cào cào châu chấu đó, ăn những cái mễ cốc thì người ta liên tưởng đến những cái sự đói khát, những cái sự thất mùa. Lúc bây giờ người ta sẽ chăm chút để tìm vật thực thân này được no ấm. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta nghe rồi chúng ta khởi lên cái tư tưởng như thế này thế kia. Đó là cái điểm ba. Nên thường thường đó thì mình thấy những cái trường hợp đó, mình nghe những cái trường hợp đó xảy ra đối với nhân loại thì nhiều khi mình cũng lo sợ. Mình lo sợ thì mình lo sợ đói khát, thì mình lo cho sự ăn uống nhiều. Thì nó cũng giống như vậy quý vị. Thì thật sự con người của chúng ta đó, thì những cái giác quan nó cũng sanh liên tục. Nhưng mà thường thường mình hay nghe câu là vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên, hoặc là vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên, vô ký bằng cảnh duyên. Do cảnh sắc mắt thấy được, hay do cảnh thinh, do cảnh khí, do cảnh vị, do cảnh xúc mà trợ cho thiện hay bất thiện. Thì khi mà trợ cho bất thiện thì khi mà chúng ta nghe cái gì đó mà chúng ta thích thú hoặc là bực bội hoặc là không biết, si mê, thì những cái trường hợp đó mình gọi là cái cảnh sắc đó. Bởi vì thường thường quý vị biết là cũng như thường tọa thầy siêu nói nãy đó, mắt và cảnh sắc đó, nó chỉ là sắc thần kinh thôi, sắc cảnh giới nó thuộc sắc pháp thôi. Nhưng mà khi có căn cảnh đó, thì thức sanh khởi. Nhưng mà thức đó nó cũng chưa là cái gì đó, chỉ là nhãn thức thôi. Rồi tiếp thâu tới quan sát, rồi tới đoán định. Đoán định là mình gọi là khai ý môn đó. Thì đoán định là hai tâm tiếp thâu và một tâm khai ngũ, là ba ý giới. Rồi cái tâm mà làm việc khai ý môn đó là tâm khai ý môn, làm việc đoán định ở lò ngũ, làm việc khai ý ở lò ý. Thì khi mình nói đến đoán định đó, thì chính là cái tâm khai ý môn làm việc đoán định ở lò ngũ. Thì lúc bây giờ mình cái động lực thì sao đó, cái đó là cái động lực bất thiện. Thì nó có thuộc gọi là thế tục, hay là cái động lực thiện gọi là người tu tập xuất ly thế tục. Chính cái điểm đó nên nhiều khi chúng ta cũng phải có cái sự suy nghĩ theo khuynh hướng mà người ta thấy cái này thấy cái kia, tùy theo thời kỳ họ thích cái này thì thấy họ thích cái kia, có khuynh hướng thích cái kia. Tại vì lúc bấy giờ đó theo cái dục nó phát sanh theo cái giác quan thì lúc bấy giờ mình nặng cái đó hơn. Nên người thường thường mình cũng nghe câu là đói cơm lặt mắm thèm thêm, nó có mặn mắm là thèm nó kia. Khi mà mình đói khát thì mình chỉ cần cơm ăn cho nó đủ thôi. Nhưng mà khi mình ăn uống đầy đủ rồi mình lại sanh ra cái khác nữa. Thì nó cũng giống vậy, các cái giác quan nó sanh khởi, nó nhiều khi nó liên hệ đến những giác quan khác trong cái sự xúc chạm cảnh đời của mình đó. Mình bị rúng động vào cái phương diện nào thì tâm mình có cái khuynh hướng về cái phương diện đó. Thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Sa thú kính trình chư tọa pháp tăng.
Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân cần biết được xin tỉnh, Thượng tọa Hoan Hỷ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Cô thảo luận số 2. Thượng tọa Pháp Tân, thông thường khi mà chúng ta nói đến các giác quan, ví dụ như người đó thích về nhục dục, hay là thích về có thị hiếu về ăn uống, hay có thị hiếu về mùi hương, thị hiếu về âm nhạc chẳng hạn, thì mình thấy không có cần phải phân chia lỗ tai với cảnh thinh, lưỡi với cảnh vị, mũi với cảnh khí, mũi với mùi hương, hay là thân với cảnh xúc. Nhưng mà ở trong cái dừng Phật Pháp thì có những người nặng về con mắt, có những người nặng về cảnh sắc, có những người nặng về lỗ tai, có những người nặng về cảnh thinh. Nhưng mà tại sao mình phải chia cái nội xứ và ngoại xứ như vậy? Để ví dụ như bây giờ mình nói rằng một người nặng về lưỡi, thỏa mãn lưỡi, và một người nặng về cảnh vị, hai cái đó nó khác nhau như thế nào? Xin Thượng tọa Hoan Hỷ giải thích. Kính thưa Thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mai, dạ, Nam Mô Sa Khai, dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thập Pháp Đăng, Thập Minh Hạnh, Đức Phật Tính cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì con nghĩ rằng một cái căn thì tiếp xúc được với một cái trần cảnh, một cái cảnh thôi. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm. Thì khi mà tâm nương gá vào căn nào thì biết cảnh đó. Tâm nương vào mắt để mà thấy cảnh sắc thì gọi là tâm nhãn thức. Tương tự như vậy. Thì ở đó thì con nghĩ rằng cái để mà phân biệt nội xứ và ngoại xứ, để cho chúng ta thấy rằng có căn rồi có cảnh, nó không phải là con mắt của chúng ta thấy không, mà nếu không có cái cảnh thì cũng khó mà hình thành được cái sự thấy. Là nếu có con mắt mà không có có cảnh, có cảnh có con mắt tức là nhãn căn, rồi có cảnh sắc á, mà không có có cái tâm để mà nương gá vào đó thì cũng không hình thành được cái sự thấy. Cho nên con nghĩ rằng khi mà nói đến sở dĩ mà phân biệt sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, để cho chúng ta thấy rằng cái sự hợp thành, cái sự hợp thành là cái sự giao thoa giữa căn và cảnh. Và trong cái sự thấy của mình, do rằng mình có cái phiền não đó, có sẵn cái phiền não đó, cho nên là mình thấy cái cảnh sắc hay là tai mình nghe âm thanh thì đó, cái mình mới phân biệt được cái này cái kia, và phiền não dựa vào đó để phát sinh, dựa vào đó để phát sinh. Thí dụ như mình gặp cái cảnh sắc rồi mình thấy nó đẹp, thì do cái trong kinh gọi là mình nhìn thấy nó tịnh tướng hay là như thế nào đó. Thì tịnh tướng ở đây có nghĩa là mình thấy nó đẹp, mình cho là nó đẹp, cái tâm mình nó đắm nhiễm ở trong đó, thì phiền não từ đó mà sanh khởi. Cho nên là cái việc mà Phật Pháp dạy mình để phân biệt nội xứ và ngoại xứ đó, thì theo con nghĩ rằng cái này đó thì chúng ta thấy rằng nó cái sự hợp thành của căn và cảnh thôi, chứ không có cái mà tôi thấy hay là tôi nghe hay là tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi xúc chạm. Thường là trong cái nghĩ của mình, phàm phu thì thường nghĩ rằng có cái tôi trong đó. Và khi mà mình có cái tôi trong đó thì cái nịch ái của mình, cái chấp thủ của mình liên quan đến đối với năm dục là dục thủ đó, nó sẽ sanh khởi. Ái liếng nó tăng trưởng thì thủ nó sẽ sanh khởi, tăng trưởng mạnh thì sẽ thành thủ. Cho nên để phân biệt được sáu nội xứ và sáu ngoại xứ
điều đó nó cho thấy rằng cái sự học hành hơn nữa đó là cái phinh hướng của mỗi người, cái phinh hướng của mỗi người, cái phinh hướng ở đây đó thì con nghĩ rằng mặc dù là đối với chúng sanh cỡ cõi dục thì hưởng năm dục, hưởng thụ năm dục là điều mà chúng ta thường thấy, nhưng mà mỗi một người đó thì lại có một cái phinh hướng khác nhau. Có người thì thích ăn ngon, ăn ngon. Có người thì thích thấy cái cảnh đẹp. Rồi có người thì thích ngửi mùi thơm. Có người thì thích xúc chạm. Hay là có người thích nghe âm thanh. Nói là có cái sự thích như vậy là tùy theo cái phương hướng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà nói đến các cái giác quan của mình là như là mình hầu như là mình thích hết các cái căn cảnh đó, mình đều thích hết. Nhưng mà có người cái phương hướng nó như thế ấy thì họ phải mạnh hơn. Thí dụ như họ thấy cảnh sắc thì họ mạnh hơn, đắm nhiễm hơn, thích thú hơn. Và có người thì thích nghe âm thanh, hoặc là có người thích ăn ngon, hoặc là thích người có người một người thích im ấm xúc chạm. Thì cái đây là đó là tùy thuộc vào cái khuynh hướng của mỗi người. Và cái sự dính mắc này đó thì tùy thuộc vào, con nghĩ rằng do cái sự quân tập hay là nhà cụ sinh đó từ nhiều đời nhiều kiếp. Nó cho nên là ở đây đó con nghĩ rằng Phật pháp nói rằng có sáu nội xứ và sáu ngoại xứ như vậy là để cho chúng ta thấy rằng căn và cảnh thức sanh khởi, không có cái gì gọi là tôi thấy hay là tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Cho nên nếu mà nhìn vào một cái sự vật đúng cái sự thật của nó đó, thì không có cái chính cái tôi ở trong đó, không có cái sự chấp thụ ở trong đó. Như Ngài Xá Lợi Phất nói là chỉ có sự thấy chứ không có cái người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có cái người nghe. Tương tự như vậy, đối với các cái căn của mình tiếp xúc với các cái trần cảnh thì điều đó phải nói rằng là do cái tham ái, do cái chấp thủ của mình mà có. Phật dạy cho chúng ta để thấy căn cảnh như vậy đó, để tránh đi cái sự ái luyến và cái sự chấp thủ đối với ngũ dục mà thôi. Như vậy thì khi nào có ái tăng trưởng, phiền não tăng trưởng thì tự động là sẽ có cái sự chấp thủ trong đó. Trong một trường hợp này thì nó liên quan đến ngũ dục, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Khi đó đó thì chúng ta thấy rằng cái phiền não từ đó mà nó sanh khởi. Còn nếu như một người có tu tập thì có tu tập ở đây có nghĩa là nhìn với cái sự vật, đừng cho nó là tịnh tướng, mà nhìn với cái chánh niệm, hay là nghe, phải nghe với là những cái nghe với do cái tâm bằng cái sự chánh niệm, thì mình thấy rằng căn cảnh thức tiếp xúc vậy, căn cảnh tiếp xúc với nhau thì thức sanh khởi thôi. Nếu mà mình có chánh nhìn niệm thì mình thấy rõ ràng như vậy. Ở đây là căn, ở đây là thức sanh khởi, ở đây là cảnh sắc, đây là cảnh thinh, đây là cảnh khí, đây là cảnh vị, đây là cảnh xúc, vân vân. Thì như vậy đó thì để cho chúng ta nhìn có một cái suy nhìn vật đó là nhìn bằng với cái chánh niệm ở trong mỗi cái thời khắc. Đối với một người tu tập thiền tập đó thì chúng ta luôn luôn thu thúc các căn, thu thúc các căn, thu thúc ở đây đó là bằng cái chánh niệm và tỉnh giác. Như vậy thì có lẽ là từ đó phiền não nó cũng không có thể tùng vào đó mà nó sanh khởi. Trong mọi cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng của mình, mặc dù là mình cũng tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, thí dụ như là ăn ngon mặc đẹp hay là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi gì đó, nhưng mà mình có chánh niệm tỉnh giác thì có lẽ là
mình chỉ biết rằng các căn tiếp xúc với trần cảnh mà thôi, chứ không phải dựa vào cái ăn ngon đó mà chúng ta tham đắm, không phải là dựa vào cái nhìn cái gì đó mà chúng ta gọi là đẹp để rồi chúng ta tham đắm. Chỉ là tiếp xúc với căn cảnh, tiếp xúc với nhau, đó là chuyện thông thường khi mà một người có chánh niệm và tỉnh giác trong mọi cái giác quan của mình, khi mà mình có cái sự thu thúc bằng chánh niệm tỉnh giác. Con có một cái ý để chia sẻ câu hỏi mà thường tọa vừa nêu. Con có đợi chuyện gì điều chi chưa đủ thì con thỉnh thường tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy dạ. Sao chúng cái chuyện sự tỏa pháp kinh. Thưa Phật tử, còn vài phút sau cùng chúng tôi xin được chia sẻ thêm về chuyện này là đối với sáu căn của chúng ta, đối sáu giác quan, nó có một cái lợi lạc rất lớn. Một người tu tập nên biết là chúng ta dính mắc theo cái cách hướng nội hay là hướng ngoại, chủ quan hay là khách quan, nói theo Phật pháp đó là nội xứ hay là ngoại xứ. Lấy ví dụ như là một người hay buồn miệng, tức là muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, ăn cái gì cũng được, miễn là có ăn thì vui. Dạ, không nhất thiết là có một cái món nào đó mà người đó thực sự thích, nhưng mà vì đó muốn ăn, ra tiệm sẽ ăn hàng, la cà chỗ này ăn hàng, đại chỗ kia, hay là mình nghe nhạc, miễn là mình có nhạc, mình nghe thôi. Chứ không nhất thiết là một bản nhạc hay một loại nhạc nào đó mình thích. Thì cái đó họ nghiêng nặng về nội xứ. Tức là ví dụ như nhạc nào cũng nghe được, nhưng phải có nhạc mới chịu. Thì vị đó muốn là thỏa mãn lỗ tai, tức là vị đó nặng về cái mà Đạo Phật gọi là nhĩ căn hay là nhĩ xứ. Nhưng mà nếu vị đó đặc biệt thích một loại nhạc nào đó, ví dụ mình nghe nhạc classic, hay có một số người rất là thích nhạc bolero, có người thích một loại nhạc nào đặc biệt, thì cái thích đó, đó chúng ta gọi là cái gì dính mắc đối với cái đối tượng khách quan mà chúng ta gọi là thinh xứ. Cái thinh xứ với nhĩ xứ tuy rằng lỗ tai luôn luôn có âm thanh luôn luôn là phải được nghe bằng lỗ tai, nhưng mà ở trong cái nghe, trong cái thưởng thức đó, nó có hai cái rõ ràng là hướng ngoại và hướng nội. Dạ, hướng ngoại đó là mình ăn phải có cái món nào đó mình thật sự rất thích. Dạ, còn ví dụ có những người thích ăn đồ nướng, hay có những người thích nhậu nhẹt, hay là có những người thích một món gì đó, cái đó chúng ta gọi thích về ngoại xứ hay là cảnh vị. Nhưng mà có những người ăn cái gì cũng được, miễn là khó ăn thôi. Dạ, không ăn gì cũng nổi, ăn cái gì cũng được, thì cái đó là thỏa mãn cái lưỡi. Chúng ta thấy như vậy để chúng ta hiểu rằng cái khuynh hướng về nội xứ và ngoại xíu nó khác, do việc cái sự tu tập và cái khả năng để mà đối trị, năng để tự chế, nó có khác biệt chứ không phải không khác biệt. Thì ở đây Đức Phật ngài gọi xứ, chữ xứ Ayatthana có nghĩa là cái nơi mà căn cảnh thức gặp nhau, cái nơi mà phiền não sanh, cái nơi mà hệ lụy sanh, và cái nơi khởi nguồn của tất cả nhiều điều. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình đau mình vào cái chỗ quan trường, quan trường là chỗ tranh danh đoạt lợi, thì bảo rằng đi vào chỗ quan trường mà không tranh nhận danh đoạt lợi là chuyện không có. Hay là mình đi đến chợ, đi đến chợ mà để không có mua bán thì chuyện đó không có. Hay là mình đi đến cái chỗ có đạo tràng mà bảo rằng không có nghi lễ tôn giáo, không có nói pháp thì không có. Tại mỗi một nơi nó mang cái tính chất khác nhau. Thì ở căn, ở cảnh, dù là chủ quan hay khách quan, dù là nội giới hay ngoại giới, nó đều là cái nơi sanh khởi của tâm thức, và hành giả nên biết rõ. Dạ, nên biết rõ chỗ đó. Ví dụ như người ta có một cái kinh nghiệm này, họ chia sẻ với chúng tôi không có trải qua, nhưng mà họ nói rằng mình có cái bệnh lây bệnh buồn ngủ, mình ngáp ấy. Mình bình thường không nói chi mình không ngáp, không buồn ngủ, nhưng mà ở gần những người họ hay ngáp và buồn ngủ, mình bị lây, thưa quý vị. Dạ, bị lây mình ngáp và mình cũng ngáp theo, rồi cũng buồn ngủ theo. Hay là có những người họ cai thuốc lá,
họ biết rằng thuốc lá là một cái cảnh vị, cảnh khí, cái mùi hương, cái mùi hương của thuốc lá đó, nó có sức hấp dẫn đặc biệt với mình, thì biết chỗ đó mình tránh đi, tránh vôi chẳng hổ mặt nào, mình tránh, tránh để làm gì, tránh để cho đến khi nào mà mình quen dần với cái không có thuốc lá thì mình sẽ cảm thấy bình yên. Chợ ở đây là vì là, giống như trong binh pháp họ nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tức là mình biết đó là cái chỗ điểm nhược, cái góc dạ sinh của mình, cái chỗ nhược của mình nó nằm ở chỗ nào, và nằm ở mắt tai mũi lưỡi thân ý, nằm ở sắc thinh khí vị xuất pháp. Và nếu cái chỗ nào đó mà nó là một cái, nó là cái chỗ mà chúng ta dễ sanh khởi phiền não thì mình tránh đó. Đó là ở trong kinh Đức Phật kia là có những cái lậu hoặc mà có thể được diệt trừ do sự tránh né, do sự tránh né, cũng khi do sự phòng hộ, có khi do sự cam nhẫn, có khi do cái tri kiến. Nhưng mà phải nói một điều rằng khi mà chúng ta nhìn về cuộc sống mà trong cái cách nhìn của Đức Phật ngài dạy đó, thì nhìn vào các giác quan, và các giác quan ở đây có nội xứ và có ngoại xứ, điểm đó nó rất lợi ích cho những người xứ. Thì thưa quý vị, ngày mai và ngày mốt chúng ta có thêm hai bài kinh nữa. Hai bài kinh đó vẫn đi vào cái nội dung của cái mà chúng ta gọi là phân tích, rất là thú vị. Và chúng ta trở lại ngày mai với chương trình phân tích để chúng ta thấy rằng trong cái ngành mà gọi là phân tâm học của Phật giáo mang một cái ý nghĩa thực dụng đặc biệt và lợi lạc cho tất cả chúng ta. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào Room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sát thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đại giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xuống công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn ạt các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần ác, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Yang kim chi phu sa va ca mang ca pa pa ge re ya ma ma ca ye na va cha ma na Sādhīne sukhataṁ kataṁ yesa tā sāññino ārti yeya sātā sāññino kataṁ guya bhavaṁ mayaṁ sāpe pāki pavantu te yetaṁ kataṁ suritaṁ yendaṁ guya bhavaṁ maya yeya tātana jānaṁ tideva janto ahive kayum sāpe lokaṁ yeya sātā jīva con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiện nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghĩa
nghiệp lành từ cầu ý thân, hóa thành hướng quả trị nhân sở. Sapang sumangkalang kakhan tu sapa divata sapa buddha lupa vena soti hontu nirontarang hontu sapang sumangkalang kakhan tu sapa divata padhamma lupa vena soti hontu nirontarang hontu sapang sumangkalang kakhan tu sapa devata sapa sankalupa vena soti hontu nirontarang parang viên công đức đã làm kiếp kiếp làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên hành nhân giác. Yeah.